Vòng loại Olympic Paris 2024 đã mang đến một thử thách không hề dễ dàng cho đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan. Họ đã phải chia bảng B với các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Trung Quốc và Triều Tiên. Dù sự kỳ vọng ban đầu không cao, nhưng thực tế đã thể hiện một màn trình diễn khá khó khăn của đội tuyển Thái Lan. Việc thua đậm và không ghi bàn trước các đối thủ đã khiến cho truyền thông và người hâm mộ Thái Lan cảm thấy thất vọng. Đội tuyển nữ Thái Lan đã trải qua 3 trận thua liên tiếp với tổng cộng 20 bàn thua, trong đó trận thua 0-7 trước Triều Tiên, 1-10 trước Hàn Quốc và 0-3 trước Trung Quốc. Những nỗ lực của đội bóng Thái Lan, dù có sự tham gia của nhiều ngôi sao như Asiraya Isakun, Praiva Natnabi, Anupon Amanphong và Chechaya Pratunkun, vẫn chưa đủ để đối phó với đối thủ mạnh mẽ từ khu vực. Sứ mệnh tiến xa hơn tại Olympic Paris 2024 đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.